Ok, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kinh nghiệm Chùa Tôi. Thì ok, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cách cài đặt tất tần tật những video các bạn sửa. Ok, đầu tiên thì các bạn phải cho mình là cái phần studio như thế này. Cái link này các bạn bấm vào cho mình studio, sau đó là nó qua cái phần này. Thì các bạn bấm vào cho mình phần nội dung này. Thì ở đây thì các bạn có thấy không? Cái này các bạn chỉ cần kích vào, các bạn chỉnh sửa những cái này là nó sẽ động chỉnh sửa hết luôn các bạn nha. Ví dụ như mình bây giờ mình chỉnh sửa phần mô tả, mình sẽ chèn một cuối nha các bạn nha, chèn một cuối này đấy. Cái thôi hai lắc mang à. Thì mình sẽ chỉnh sửa như vậy các bạn nha. Đấy, thì anh em nào rất là dễ luôn à, cái này thì anh em có thể tự làm cũng được. Đấy, sau đó anh em muốn cho mình là cái phần cập nhật video này, nó sẽ cập nhật hết những cái này ở dưới cái phần mô tả cho anh em. Đấy, ok, bây giờ nó cập nhật này, không được cập nhật này. Bạn có thể chỉ sửa khó cài chờ một lúc khi thực hiện cập nhật còn lột này. Đấy, là nó sẽ tiến hành cập nhật nha anh em nha. Đấy, cái nào rất đơn giản anh làm cũng được hết. Ok, đây là kênh của mình bây giờ. Ok mọi người, thì ngồi đó các bạn có thể cài đặt vào cái phần này. Đấy, cài đặt chế độ mặc định này, các bạn có thể ghi từ đại này, công khai thế này, bạn lưu lại. Và sau khi các bạn tải video mới lên là nó sẽ tự động cho các bạn luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Cảm ơn các bạn like và đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.